vừa bán vừa cho, khách sạn 10 tầng, đầy đủ giấy phép để kinh doanh, ngay tại phố Tây Nha Trang. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Nguyên Chương Bất Động Sản. Và hôm nay Chương sẽ review cho mọi người một căn khách sạn 2 sao tọa lạc tại khu phố Tây của thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Diện tích của căn khách sạn này là 166m² nha quý anh chị, ngang 6m, chúng ta có tầng hầm để xe luôn. Và hiện trạng là nằm ở tại hẻm đường Tuệ Tĩnh nha quý anh chị, cách phố Tây rất là gần luôn. Và từ vị trí khách sạn chúng ta di chuyển ra đường Tuệ Tĩnh chỉ mất 40-50m thôi, rất là gần nha. Về hiện tại là đường người ta đang sửa đường nha quý anh chị, sắp tới sẽ đổ bê tông khu vực này nên con đường này sắp tới nó rất là đẹp nha quý anh chị. Khách sạn của chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 tầng và chúng ta có một tầng thượng, và tầng thượng thì chủ người ta cũng làm cái mái ra ngoài làm một cái khu vực phòng ăn nha. Bây giờ chúng sẽ đi qua cái khách sạn cho chúng ta cùng theo dõi là căn khách sạn này có đáng giá như là giá chủ đưa ra không nha. Ở dưới thì chúng ta sẽ có khu vực tầng hầm để xe nha quý anh chị, rất là rộng luôn. Ở đây chúng ta có máy phát điện nè, để di chuyển ra sau thì chúng ta sẽ có là thang máy nha. Đây, khu vực thang máy đây đó. Và ở sau chúng ta sẽ có một cái khu vực kho nha quý anh chị, và có một số cái phòng nhỏ và có luôn nhà vệ sinh. Thì ở đây á, thì mọi người có thể là sử dụng cho nhân viên ở trong khách sạn, người ta sử dụng làm phòng nghỉ nha quý anh chị. Đó, sử dụng ở đây làm phòng nghỉ cũng được, và chúng ta làm kho cũng được luôn nha. Ở đây là cái nhà vệ sinh. Rồi, bên hông chúng ta sẽ có thang máy. Để khách bỏ xe á, thì mọi khách người ta có thể là đi thang máy lên. Thang máy này là 450kg nha quý anh chị. Rồi, giờ chúng sẽ đi lên tầng lễ tân nha. Khách sạn này á, có tổng cộng là 47 phòng nha quý anh chị. Trong đó có 15 phòng là 25m² và 32 phòng là 30m² nha quý anh chị. Và đầy đủ nội thất rồi. Rồi thì giờ mọi người cùng theo chân Chương đi lên phòng check-in và là phòng sảnh chờ của khách sạn nha. Check-in, check-out thì ở khu vực này mọi người cũng có thể thấy là tông màu chính của khách sạn của chúng ta là tông màu trắng nha. Và bàn ghế ở đây được chủ decor rất là sang trọng luôn nha. Nhìn như là một cái căn phòng hòn da vậy quý anh chị. Đây, Chương sẽ quay lên trên. Ở trên chúng ta sẽ có một cái bức tranh lớn nè. Đó, ở trên đầu chúng ta sẽ có một cái chùm đèn rất là lớn luôn, đề co tạo một cái điểm nhấn rất là sang trọng cho căn phòng của chúng ta. Và ở trước chúng ta sẽ có bàn lễ tân nha quý anh chị. Khách sạn này là khách sạn 3 sao nha quý anh chị. Đó, và ngay sau phòng lễ tân thì chúng ta sẽ có khu vực thang máy đi lên nha. Và bên cạnh chúng ta sẽ có một cầu thang bộ nha quý anh chị. Và dưới đây chúng ta sẽ có tổng cộng 3 phòng. Và phía sau chúng ta sẽ có một cầu thang nữa là cầu thang thứ hai. Căn khách sạn này đáp ứng đầy đủ các cái giấy phép để chúng ta cấp giấy phòng cháy chữa cháy cũng như là giấy phép kinh doanh ở cái căn khách sạn này nha. Rất là đầy đủ giấy phép rồi, nên quý anh chị không có lo về pháp lý của căn khách sạn này nữa. Rồi, hiện tại là chưa nên có mặt tại tầng 6 nha quý anh chị. Thì ở trên đây thì các phòng người ta đang trống, còn lại là đang cho thuê nên cũng không có tiện quay. Tầng này thì đang trống nha quý anh chị. Và Chương sẽ quay sơ qua một tầng cho mọi người cùng xem nha. Ở đây chúng ta sẽ đi ra sau, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng nè. Đó, 1, 2, 3. Và ở sau chúng ta sẽ có cầu thang thoát hiểm nè. Đó, nên quý anh chị cực kỳ an tâm về pháp lý của căn khách sạn này nha. Đó, cầu thang thoát hiểm của chúng ta đây đầy đủ luôn. Chúng ta có hai cầu thang bộ. Đó, có thang máy rất là đầy đủ, camera nè. Bên trong chúng ta sẽ là một phòng ngủ nha. Đó, thì ở đây phòng của chúng ta là full nội thất rồi nha quý anh chị, không thiếu thứ gì hết. Chưa đánh giá một cái điểm yếu của cái khách sạn này là ở đây người ta làm quá nhiều phòng nha quý anh chị. 10 tầng mà đến 47 phòng nha. Đó, thì nên làm cho cái căn phòng của chúng ta nó khá nhỏ nha quý anh chị. Nó hơi nhỏ, Chưa đánh giá là hơi nhỏ. Vì nếu mà một cái khách sạn ở khu vực phố Tây như thế này á, thì nó có thể là chúng ta có thể là bán phòng với một mức giá nó cao hơn. Thì chúng ta sẽ giúp cho, chúng ta sẽ làm cho căn phòng của chúng ta nó rộng ra một xíu thì giá phòng nó sẽ cao. Tuy nhiên á, thì đối với lại căn phòng nhỏ như thế này á, thì mọi người rất là dễ để mọi người cạnh tranh giá ở cái khu vực này nha quý anh chị. Khu vực phố Tây này thì rất là dễ bán phòng luôn nha. View thì rất là đẹp nha. Căn này á, là căn nằm ở phía cuối nên do đó là chúng ta sẽ có cửa sổ bên hông nha quý anh chị. Đó, view rất là đẹp luôn ha.
ta nhìn ra, ở đây là nhìn cũng xéo biển rồi nè. Ở trước mặt của chúng ta là rất nhiều cái khách sạn khác nha quý anh chị, rất nhiều cái căn khách sạn khác. Ví dụ như một phòng ở đây á, quý anh chị có thể cho thuê từ 300 ngàn một đêm nha quý anh chị, 300 ngàn một ngày. Đó, buồng tắm đứng này quý anh chị, rất là chill luôn ha, rất là chill luôn. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có lavabo và gương ha. Giường cũng rất là rộng, giường này là giường 1m4 nha quý anh chị, giường 1m4 nha, 1m8 đứng. Ở đây thì chúng thấy nó sẽ khá phù hợp với lại các khách giờ nha, các khách ở giờ ở quý anh chị. Cái vị trí này mà mọi người bán phòng giờ thì chúng đánh giá là khá là đẹp nha, khá là tốt nha. Đó, thì cái phòng này cũng khá là thích hợp để chúng ta bán phòng giờ nha quý anh chị. Nội thất bên trong thì rất là đầy đủ, tông màu cũng rất là đẹp. Đó, tiếp tục tôi sẽ qua một căn phòng khác cho mọi người cùng xem ha. Căn phòng này là căn phòng lớn hơn, chủ người ta đặt vách ra để người ta nối hai phòng liền lại với nhau nha. Phòng này là phòng hai giường đơn nè, giường một người nha quý anh chị. Đó, cũng có cửa sổ hết luôn nha, các phòng chúng ta đều có cửa sổ hết luôn nha. Đó, và bên cạnh thì chúng ta sẽ thông qua một phòng nữa. Đó, phòng này là phòng một giường lớn và chúng ta sẽ có cửa ở giữa hai phòng nha quý anh chị. Do đó ví dụ như là khách người ta ở một gia đình á, thì hai con người ta có thể là ở phòng bên này và cha mẹ thì ở phòng bên kia nha. Đó, điểm yếu thì Chương cũng nói rồi, điểm yếu của căn phòng này, của căn khách sạn này á, đó là diện tích của những căn phòng á, nó hơi nhỏ nha quý anh chị. Do đó thì các cái vật dụng cũng như là phòng ốc á, chúng ta cảm thấy nó hơi chật nha. Nhưng mà để mà mọi người, để mà khách người ta lưu trú và để người ta ở và người ta đi chơi á, thì người ta chỉ cần những căn phòng cỡ như thế này thôi, để giá tiền nó vừa phải. Tại vì ở Nha Trang á, thì hầu như mọi người đi chơi á, thì mọi người ở ngoài đường không à. Chúng ta chỉ có về chúng ta ngủ buổi tối thôi, hoặc là nhiều lắm là chúng ta về chúng ta ngủ buổi trưa thôi nha quý anh chị. Đó, nên những căn phòng như thế này á, chưa đánh giá, tuy nó nhỏ, nó hơi chật một xíu, nhưng mà chưa nghĩ là sẽ rất là dễ bán phòng. Do đó là các cái phòng còn lại, các tầng còn lại hầu như là đang có khách đó mọi người. Do đó là Chương chỉ có thể là quay ở cái tầng 6 này thôi. Đó, chúng ta có hai phòng. Đó, rất là đẹp ha. Nội thất bên trong rất là sang. Và căn này thì mới xây nha quý anh chị, mới xây gần đây thôi. Do đó là mọi thứ ở trong phòng cũng còn rất là tốt. Chúng ta vừa rồi là chúng ta có 3 phòng phía sau, thì giờ chúng ta sẽ có 3 phòng phía trước nữa nha quý anh chị. Đó, các phòng đều có là có cửa sổ nha, cửa sổ có các tấm cửa sổ rất là lớn và view rất là thoáng nha quý anh chị. Đây là một căn phòng cũng tương tự nè. Đó, chúng ta nhìn ra. Đó, view rất là thoáng nha. Nhưng đánh giá ở đây thì căn khách sạn này là rất là dễ để chúng ta kinh doanh. Nội thất bên trong rất là đầy đủ và rất là sang trọng nha quý anh chị. Đó, đây là cũng một cái điểm mạnh của căn khách sạn này nha. Ở trước chúng ta sẽ có hai phòng nữa. Đó, và đây sẽ là một phòng đặc biệt nè, phòng phía trước nè. Căn phòng này sẽ phù hợp cho các anh chị vợ chồng trẻ nè, những anh chị cô chú muốn hâm nóng tình cảm nè. Đó, thì chúng ta có thể là đặt phòng này để chúng ta ở một đêm ha. Đó, đây là những cái key để chúng ta có thể là bán hàng, bán phòng ở tại thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Vị trí này thì chúng ta ra biển cũng rất là gần, do đó nè, là cái việc chúng ta khai thác khách cho thuê cũng rất là tiện nha. Đó, phòng nhìn mọi thứ rất là sang trọng nha. Phòng này thì chúng ta có luôn bồn tắm ở trong phòng nha quý anh chị. Đó, gương nè, lavabo nè, rất là đầy đủ. Và đặc biệt á, là chúng ta sẽ có một cái ban công nhỏ. Đây là view nhìn ra biển nè. Đó, nhìn trực tiếp ra biển luôn nha. Đó, ở đây két sắt nè, tủ lạnh nè, đầy đủ. Chúng ta có thêm một cái cầu trường nữa nha. Đó, nói chung là nội thất ở trong căn khách sạn này Chương đánh giá là rất là ok nha quý anh chị, trang trí cực kỳ bài bản luôn. Bây giờ Chương sẽ lên tầng 9 ha. Ở đây thì mọi người cùng xem là sẽ có gì ở đây ha. Thì ở đây là Chương sẽ có một cái khu vực hồ bơi nha quý anh chị. Đó, view rất là đẹp nha. Hồ bơi này thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ để cho khách của chúng ta là chụp hình check-in khách sạn của chúng ta nha. Việc khách chụp hình check-in đó, nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ nhận diện khách sạn của chúng ta nó sẽ cao hơn nha quý anh chị. Và hồ bơi này được chủ trước người ta thiết kế là một cái kiểu hồ bơi vô cực nha quý anh chị. View rất là thoáng luôn, nhìn ra xung quanh, nhìn ra biển,
Chừng đánh giá cái view này á, thì nó cũng không thua gì cái khách sạn ở mặt biển đâu nha quý anh chị. Đó, tại nhiều khi những cái căn như thế này á, thì khách người ta lại thích đi tắm hơn, tại vì di chuyển ra biển nó cũng gần nha, di chuyển ra biển cũng gần mà ở đây tắm cũng gần. Nói chung là rất là dễ để khách người ta check in khách sạn của chúng ta nha quý anh chị. Ví dụ như Chương là khách á, mà một phòng ở đây từ 3 đến 400 á, mà có luôn hồ bơi như thế này là chắc chắn là Chương sẽ đặt. Tại vì ở đây cái vị trí nó cũng khá là trung tâm nữa, di chuyển ra biển gần nè, khu vực phố Tây của chúng ta nè, bên kia là bệnh viện 87 á quý anh chị, bệnh viện 87 nha. Đó, là mọi người cũng biết là nó gần phố Tây đến cỡ nào rồi. Bước chân, đặt chân xuống là chúng ta đến khu vực phố Tây rồi. Đó, nên rất là dễ để chúng ta bán phòng nha quý anh chị. Rất là dễ để chúng ta bán phòng. Đó, xung quanh đây kết nối giao thông rất là thuận tiện luôn, và ra biển cực kỳ gần luôn nha. Do đó Trường mới nói là cái khách sạn này kiểu vừa bán vừa cho quý anh chị. Đất thì đất ở phố Tây, 166m², 1006m, có luôn cái khách sạn, mà khách sạn mới, nội thất rất là đẹp. Đó, thì mọi người thấy giá như thế nào? Giờ Trường sẽ đi lên tầng 10. Tầng này là kiểu là một cái tâm của căn nhà quý anh chị, nhưng mà chủ người ta sẽ cải tạo làm một cái tầng. Và tầng này sử dụng làm khu vực ăn nha quý anh chị, dùng làm khu vực để chúng ta có buffet sáng nè. Đó, view nhìn ra biển rất là đẹp nha. Chừng đánh giá cái khu vực tầng 10 này rất là ăn điểm nha quý anh chị. Đó, giờ Chừng sẽ đi quay qua một vòng khu vực tầng 10 cho mọi người cùng xem. Nhìn ở đâu cũng thấy biển hết, nhìn ở đâu cũng thấy biển hết, rất là thoáng và rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là cái khu vực cái sảnh ăn nè. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt bàn và đặt ghế để khách sử dụng món nha quý anh chị. View ở đây Chừng đánh giá là rất là đẹp luôn nha. Đó, khá là đầy đủ rồi. Ở đây chúng ta cũng thấy là có sẵn một số cái bàn rồi nha quý anh chị. Ghế thì Chương không biết, chắc là chủ đang cất ở dưới kho. Hiện tại là khách người ta cũng ít sử dụng cái dịch vụ này á, thì sau này á, khi mà du lịch nó trở lại á, thì chắc chắn là cái khu vực này sẽ là một cái khu vực tạo thêm điểm nhấn, và có thể là chúng ta lấy thêm tiền của khách nha quý anh chị. Chúng ta nâng thêm cái giá trị cho căn phòng, cho cái phòng của chúng ta, cho khách sạn của chúng ta, để chúng ta lấy thêm tiền từ túi của khách nha quý anh chị. Chúng ta gia tăng các giá trị lên. Ở trên thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh đây. Đó, nhà vệ sinh mà view cũng đẹp nha. Nhà vệ sinh như thế này mà đi vệ sinh thì Chương đánh giá là khỏi chê vào đâu được. Đó, view cũng rất là đẹp ha. Nhìn qua khu vực hồ bơi nè. Nói chung là ở đây á thì chủ người ta kiểu vừa bán vừa cho mà quý anh chị. Ở trên á là có hệ thống điều hòa âm luôn nha quý anh chị. Đó, các cái điều hòa lớn mọi người thấy không? Nói chung là chủ người ta đầu tư vào căn khách sạn này rất là nhiều, và hầu như là bây giờ người ta bán giá đó là người ta lỗ cái tiền xây dựng á, với lại là cái tiền công của mọi người. Đó, đây là cái khu vực quầy line buffet nè. Đó, nó đầy đủ hết rồi, mọi người về á là mọi người có thể kinh doanh được luôn. Và các anh chị á mà nằm ở trong tour đồ á, thì quý anh chị có thể là quan tâm đến căn khách sạn này nha. Vì quý anh chị cũng có khách sẵn rồi á, thì quý anh chị có thể là kéo khách về cho căn khách sạn của chúng ta nha quý anh chị. Về đây thì chúng ta sẽ phục vụ. Đó, cũng như là chúng ta có cái chuỗi giá trị rồi, chúng ta có các chuỗi cung ứng rồi, tour nè, rồi phòng ốc nè, như thế á, thì các anh chị mà làm tour hoặc làm khách sạn á, sẽ có ưu thế hơn nha quý anh chị. Đó, thì căn này á thì giấy phép đầy đủ, sổ hồng pháp lý Hồng Kông nha quý anh chị. Đó, nên quý anh chị không có lo về pháp lý của căn này nữa, về là chúng ta có thể kinh doanh được luôn, tại vì giấy phép đồ là đầy đủ hết rồi. Về giá là chủ người ta mong muốn đó là 39 tỷ nha quý anh chị, và giá này có thương lượng chút đỉnh, nên anh chị nào quan tâm á, thì có thể là liên hệ trực tiếp em Chương nha, thì em Chương dẫn đi xem khách sạn cũng như là thương lượng giá cả với chủ, và em Chương sẽ hỗ trợ pháp lý đến khi quý anh chị ra sổ nha quý anh chị. Đó, và đừng quên like và subscribe cho kênh của em Chương, để em Chương ra thật nhiều video về các bất động sản ở tại thành phố Nha Trang cũng như là các bất động sản ở Khánh Hòa nha.